Bàn thờ tuyên xưng đức tin của đền thờ Thánh Phêrô bị xúc phạm, Đức Hồng Y Gambetti cử hành nghi thức đền tạ. Trưa thứ Bảy 3 tháng 6 2023, Đức Hồng Y Moro Gambetti, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, tổng đại diện của Đức Thánh Cha tại quốc gia thành Vatican, đã cử hành nghi thức đền tạ sau khi một người đàn ông đã xúc phạm bàn thờ tuyên xưng đức tin chiều thứ Năm 1 tháng 6 2023. Chiều tối thứ Năm, khi các cửa của đền thờ Thánh Phêrô sắp được đóng, một người đàn ông quốc tịch Ba Lan trong trạng thái tình cảm bất thường đã đến gần bàn thờ tuyên xưng đức tin, bàn thờ chính của đền thờ Thánh Phêrô được xây ngay trên mộ của Thánh Phêrô, nhanh chóng cởi quần áo và nhảy lên bàn thờ bằng đá cẩm thạch. Trên lưng người này có ghi hàng chữ bằng tiếng Anh: "Hãy cứu trẻ em Ukraine." Người đàn ông la hét hay phản ứng chống lại những người bảo vệ đền thờ và hiến binh Vatican. Khi được đưa xuống để mặc lại quần áo và đưa đến văn phòng để xác định danh tính. Ngay sau đó, theo quy định của Hiệp ước Ý Tòa Thánh, người đàn ông đã được chính quyền Vatican giao cho cảnh sát Ý. Người đàn ông xúc phạm bàn thờ tuyên xưng đức tin đã bị cảnh sát Ý trục xuất khỏi lãnh thổ Ý. Trước hành động xúc phạm này, vào lúc 12 giờ trưa thứ Bảy 3 tháng 6, tại bàn thờ tuyên xưng đức tin, với sự hiện diện của một số tín hữu, Đức Hồng Y giám quản đền thờ Thánh Phêrô cùng với kinh sĩ đoàn đền thờ cử hành nghi thức đền tạ hành vi xúc phạm này.